Hello, bây giờ mình đang ở Twin Peak Lake, Mammoth này là Twin Peak. Here. Display mình ở đây là Tamarack Lodge. Cái này là đóng phim trong phim Dream of the World vậy đó. Có mấy nhỏ nó chơi đóng phim ở đây nè. And we dine at Fun Tamarack restaurant right here. Chỗ này nó gọi là Lake Fun Restaurant, rất là đẹp, cổ điển ha. Mình đứng đây là núi với lại lake mình tắm. You too. I don't know if you want to stay. You might have to go. These are the lockers. When they let the duck. Cục nó đi này, này. Rồi kiss mommy đi. Now we going down the trail right now. Mình đi xuống cái đường mòn ha. Đây là cảnh nên là background là núi non ha. Rất là đẹp. À, đây là con đường mòn mình đi xuống với lake, với hồ. Hồ tuốt ở dưới kia kìa. À, đây là chính phủ này làm đóng cái trail này bằng gỗ để cho người ta đi xuống chơi tham quan. You can walk down here. Đó. See the mountain? Hiện tại thì bây giờ ở Orange County là khoảng 90 mấy độ, nhưng mà ở đây thì có 7 mấy độ thôi. Ban đêm mà xuống còn có 5 mấy độ, rất là lạnh. Nên chỗ này là đi nghỉ mát mùa hè chơi rất là tuyệt vời. Tắm hồ hôm qua lake Twin Peak Lake. Today is the Mono Lake. And then later we got to go to the National Park.
rất là long way down, tha hồ chúng ta đi. Got a weird rock right here. No running, no running. Không có chạy cái bên à. Con này đi xuống đây đẹp. We almost to the lake already. My nice view. But this bridge is so long, right? Yeah. To find secrets. There's no secrets here. Đẹp lắm, cảnh đẹp lắm, nét. Oh, the end of the trail. Đây là những loài chim sống around the lake. Đấy. And the bird is outside there. Yeah. Is that the ending with these long grasses? Yes. Wait, what is long grass for? Animals? Yeah, habitat for animals. Are they hiding from us? Yes. Yeah? So you don't catch them. Yeah, I think they're like little ones, right? Yeah, it's a lot of little duck and birds. Eating these grass. It's way over there too. And so, we reach our destination. And the mountain is up there. You can see the mountain. It's a beautiful place. Way far away, you cannot see the other side. It's a big lake. Wait, the ocean. Gap. Cái hồ này có nhiều loại chim với vật. Wow, cảnh núi non, nhìn không có thấy được bên bờ bên kia rất là xa. And this is the lake bird. Bah, should we go back? Yeah. Hiện tại giờ mình đang ở Mono Lake and Park. Cảnh rất là đẹp. Lát nữa mình sẽ walk down on the trail all the way down to the lake. Right here is the park on the top. Hey, Kevin, get out of the water. And here is the mountain background right here. Yeah, they have playground right there for kids. Later. We go over there later. There's a playground for the kids right there. And the lake in the back side. And we're gonna go down with the trail. Đi xuống cái đường mòn đi xuống dưới hồ. Kevin, stay away from the water. No. You wash your hand or no?
Let's go. Well, I'm gonna stay away. Hey. Oh, look at the baby. Go. Tớ ngồi xuống, ngồi xuống. Rồi, mình chuẩn bị xuống lake bơi nha. Rất là nhiều người bơi bữa nay, lễ đông lắm nha. Coi như xe đậu bạc kinh kín hết trên đồi. À, nhiều lắm. Rất là đẹp, cảnh đẹp. Rất là nhiều người bơi. Nước trong veo xanh, xanh mượt à. À, rất là trong. Ok. And we're gonna change our clothes and ready to hit the lake. Bơi. Đi ra hồ bơi nha. Tắm hồ nè, rất là nước, rất trong nha. Này lễ người ta nhiều người đi chơi lắm, đậu xe hết thì đậu gì hết luôn. Ok, it's a beautiful view. Dạ yeah, đâu sao đâu con, róc vậy thôi, róc vậy thôi đâu có sao. We're at the hot spring. Này suối nước nóng. Nước nóng thiên nhiên từ volcano ra trong lòng đất núi lửa. Nên cái đất nước nó ấm chảy trong lòng đất ra rất là nóng ấm. Nhưng mà mình không có bị bơn được, không có bị phỏng. Ở đây là ngoài núi này giữa rừng. Có nhiều người đi, ở đây có khoảng 7-8 hồ vậy. Nó chơi kem nữa kìa. And these people, they got the cam right here too. How the water, Kevin? Đứng đó đi con. Ừ. Bánh mì, bánh khủng. Look at this. Oh my goodness, the big bread.
This original cheese on the bread is so big. Bánh mì bự khủng luôn à. Garlic and cheese. Bánh khủng. Bánh mì khủng nè, bự khủng. Big bread. Này là bánh mì ngon. Có thời xa xưa năm 1938 tới giờ. All of cheese on inside right there and bread. Kevin, look here. Hello YouTube, right now the autopilot will stop the car from running. Look, my feet down here, I didn't break anything. Well, why are you recording that? That's nothing special. So now the car moving, it moving with the speed, it released the brake and it ran by itself. Cái này giờ xe nó đang chạy tự động, tự nó đạp thắng. Đằng trước là có xe thì nó chạy chậm, nó đứng lại là xe này đứng lại. Rồi nó chạy là cái xe này nó chạy. Hiện tại là cái chân mình không có đạp vô ga nè. Để hắn như thế nào. Rồi nó chạy tự động hết. Giờ xe chạy thì nó chạy. Mình có thể set tốc độ bao nhiêu tùy mình thích. Giống như mình set 70 mai thì nó sẽ chạy 70 mai. Nó không có chạy hơn nữa đó. Còn hễ xe đằng trước dừng lại là dừng lại. Mình để tăng tốc lên cho nó lên 65 mai. Thì nó đang đo lường chiếc xe đằng trước tốc độ trước. Thì yêu cầu bỏ xe lên tay lái. Hiện tại mình không có nắm tay lái, xe tự lái, chân không có lái. Okay. Rồi xe kia phát qua lên nguy hiểm quá, đi qua bên kia luôn, chạy qua bên luôn kia. Tập vô rồi. It was the useless giant man. They just trapped me in. And so I can like be stroller. The car driving by itself. That yêu cầu bỏ cool. Tài xế bỏ động tư tay lái. Why are you recording that? Tắt. Hả? Why are you recording that? That's so people drive by itself, autopilot. That's nothing special. It's special. You don't have to get tired. Yeah, but everyone can do that, right? No, other car don't have that option. This is Mercedes. They have the option. But that's not the question. But only this car has it? Yes, this car have the option. Because it's a Mercedes.